6 bí ẩn ly kỳ và thú vị về Tây Du Ký. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng xem qua bộ phim Tây Du Ký. Vậy thì đố các bạn biết, trong 81 kiếp nạn của Đường Tăng, đâu mới là cửa ải khó nhằn nhất? Tại sao nữ diễn viên đóng vai Bạch Cốt Tinh lại hận đạo diễn Dương Khiết của Tây Du Ký đến như vậy? Hay đâu là những thần thú lai lịch bất phàm từng xém mấy lần lấy được cả mạng của Tôn Ngộ Không? Tất cả những thắc mắc trên sẽ được giải đáp hết trong video ngày hôm nay. Nên ngay bây giờ hãy cùng Kính Lúp khám phá các bạn nhé. Bí ẩn đầu tiên đó là Đường Tăng đã qua đời trước khi gặp Phật Tổ. Nani? Nghe đến đây, ắt hẳn mọi người sẽ không thể tin nổi. Vì Đường Tăng mà chết thì còn ai đi lấy chân kinh, còn ai đóng phim cho chúng ta xem nữa phải không nào? Tuy nhiên, sự thật là nguyên tác một đằng thì trên phim một nẻo, nên mới có chuyện nghi vấn Đường Tăng đã qua đời trước khi gặp được Phật Tổ đấy các bạn ạ. Cụ thể, trong bản phim Tây Du Ký năm 1986, khi thầy trò đến bên Lăng Vân thì bị chặn lại bởi dòng nước chảy xiết. Nổi sóng lớn không khác gì biển cả, mênh mông không một bóng người. Để qua sông, chỉ có một cây cầu độc mộc vừa trơn vừa cao, vô cùng khó đi, chỉ cần sảy chân một chút liền rơi xuống dòng nước vô tình. Không chỉ Đường Tăng kinh sợ, mà ngay cả Bát Giới, Sa Tăng cũng hoang mang không biết làm sao. Vừa hay gần đó, có một chiếc thuyền không đáy, nhưng kỳ lạ thay, Đường Tăng vừa rơi xuống liền đứng vững trên thuyền, rồi cùng ba đồ đệ và Bạch Mã qua sông. Còn trong nguyên tác của Ngô Thừa Ân thì hoàn toàn ngược lại. Vì thuyền không đáy nên Đường Tăng chần chừ sợ hãi đã bị Tôn Ngộ Không đẩy luôn xuống thuyền. Không may trượt chân, chìm luôn xuống dòng sông. Người lái đò lúc bấy giờ mới đưa tay kéo ông lên. Các đồ đệ cũng theo thầy dắt ngựa và hành lý lên thuyền. Tuy nhiên bất ngờ là sau đó, khi Đường Tăng còn đang trách cứ Tôn Ngộ Không sao lại bất ngờ đẩy mình ngã xuống sông, thì chợt nhìn thấy một xác người đang trôi theo dòng nước. Khi nhìn kỹ lại, ông càng kinh hãi hơn vì đó chính là xác của mình. Hóa ra, ông đã rơi xuống nước và chết đuối rồi mà không tự biết. Nguyên thần đã xuất ra khỏi xác phàm nên mới ngồi được ở trên thuyền này. Chuyện này từ đầu Ngộ Không đã biết nên không ngạc nhiên, còn Bát Giới và Sa Tăng thì vỗ tay chúc mừng vì thầy đã trút bỏ được thân xác người phàm. Sau khi qua tới bờ bên kia, chính là đã vào đất Phật, Đường Tăng thấy người mình nhẹ nhàng như bông, hoàn toàn không có chút gì thống khổ của việc mất đi thể xác. Khi nhìn lại thì không thấy người trèo đò đâu nữa, bấy giờ Tôn Ngộ Không mới nói rõ chân tướng cho thầy và hai sư đệ biết. Vị ấy là tiếp dẫn tổ sư, hiệu là Bửu Tràng Quang Vương Phật, hóa thân thành người lái đò để rước sư phụ qua sông, giúp sư phụ vứt bỏ xác phàm đó. Qua đây có thể thấy rằng, chết không phải là hết, mà sinh mệnh chân chính của con người nằm ở nguyên thần hay chính là linh hồn của chúng ta. Vậy nên, hãy luôn nuôi dưỡng một nội tâm đẹp đẽ, thánh thiện, thanh cao, giàu lòng nhân ái để sinh mệnh thực sự khi chết đi rồi sẽ luôn nhận được phúc báo các bạn nhé. Và tiếp theo, hãy cùng khám phá ngay những cái tên vang trong làng thần thú từng khiến cho Tề Thiên Đại Thánh sấp mặt trước khi lấy được chân kinh. Thứ hai, lai lịch bất phàm của những thần thú nổi bật trong Tây Du Ký. Các bạn thân mến, có một chi tiết mà ắt hẳn fan cứng nào của Tây Du Ký cũng dễ dàng nhận ra, đó là đa số các yêu quái thần thông quảng đại, sức mạnh phi thường đều là hàng thú cưỡi của các nhân vật máu mặt trên thiên giới. Ấy thế mà không ít trong số chúng đã từng xém chút là lấy đi cái mạng của Tôn Ngộ Không, đến mức Tề Thiên Đại Thánh phải cầu cứu đến cả thiên binh vạn mã, mời cả chủ nhân của chúng đến mới có thể thu phục được. Điển hình như cái tên Thanh Ngưu, con trâu xanh là vật cưỡi của Thái Thượng Lão Quân. Tương truyền, Thái Thượng Lão Quân kiếp trước chính là Lão Tử, còn Thanh Ngưu đã theo ngài ngay từ khi ngài còn tu đạo, không rời nửa bước, kể cả khi ngài chuyển sinh thì nó cũng chuyển sinh theo. Tuy vậy, Thanh Ngưu cũng là một thần thú. Theo thần tiên truyện ghi chép, Thanh Ngưu đã từng bỏ trốn xuống phàm trần, giả danh làm đạo sĩ, lừa gạt và suýt ăn thịt Lý Huyền, một vị thần trong Bát Tiên sau này. May được một vị tiên là Văn Thủy chân nhân cứu giúp kịp thời, không là phạm phải tội lớn rồi. Còn trong Tây Du Ký, Thanh Ngưu chính là thần thú của Thái Thượng Lão Quân đã lẻn xuống trần gian làm yêu tinh, hòng ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão. Đây quả thực là một kiếp nạn khó nhằn nhất của bốn thầy trò, khi Thanh Ngưu sở hữu pháp thuật cao cường cùng chiếc vòng kim cang kỳ diệu lấy cắp của Thái Thượng Lão Quân, có thể hút mọi thứ từ gậy như ý của Tôn Ngộ Không, bảo bối của Lý Thiên Vương và Na Tra, binh khí của Hỏa Đức và Thủy Đức Tinh Quân hay kim đơn xa của Thập Bát La Hán. Về sau, nhờ Phật Tổ chỉ điểm, Tôn Ngộ Không mới đi mời Thái Thượng Lão Quân đến thu phục thần thú và bắt Thanh Ngưu hiện nguyên hình. Đình đám không kém chính là bộ ba thần thú Sư Tử Lông Xanh Thanh Sư của Văn Thù Bồ Tát, Voi Trắng Sáu Ngà Bạch Tượng của Phổ Hiền Bồ Tát và Kim Sí Điểu, cậu ruột của Phật Tổ Như Lai. Trong Tây Du Ký, ba thần thú này đã xuống trần gian, kết bái huynh đệ và hợp thành kiếp nạn ở Sư Đà Thành, có lúc bắt giữ được cả bốn thầy trò Đường Tăng. Về lai lịch,
Trong Phong Thần Diễn Nghĩa có nói, cả Thanh Sư và Bạch Tượng đều là một vị tiên của Triệt giáo, có tên là Cầu Thủ Tiên và Linh Nha Tiên, nhưng do làm trái ý trời đã bị biến thành con sư tử lông xanh và voi trắng sáu ngà. Sau đó, sư tử lông xanh bị thu phục và trở thành vật cưỡi của Văn Thù Chân Nhân, tức là Văn Thù Bồ Tát sau này. Còn Phổ Hiền Chân Nhân đã chọn voi trắng sáu ngà làm vật cưỡi, tu thành đắc đạo trong Phật giáo và trở thành Phổ Hiền Bồ Tát. Ngoài ra, còn có một thanh sư khác giả trang làm vua nước OK, dìm nhà vua thật xuống giếng nước 3 năm mới được Tôn Ngộ Không cứu sống lại. Cả hai con thanh sư này đều là thành vật cưỡi của Văn Thù Bồ Tát và sau đều bị ngài đến thu phục. Còn Kim Sí Điểu thì hẳn ai cũng biết quá rõ rồi. Nó được xem là một vị thần hộ pháp trong Phật giáo và các truyền thuyết Ấn Độ cổ xưa. Loài thần điểu này có sức mạnh phi phàm, võ lực siêu cường, hình dáng uy mãnh, sở hữu bảo bối là một chiếc bình âm dương. Hễ ai bị nhốt vào là sẽ tiêu ra như nước. Ngay cả Tôn Ngộ Không nếu không nhờ ba sợi lông cứu mạng mà Quan Âm Bồ Tát ban tặng thì cũng hồn siêu phách tán rồi. Sau đó nhờ có thể chạy đến Linh Sơn xin Như Lai Phật Tổ cứu giúp mới qua được kiếp nạn này. Và bên cạnh các thần thú kể trên, Tôn Ngộ Không còn nổi danh với rất nhiều cái tên đáng gờm như Kim Mao Hống của Quan Âm Bồ Tát, Tứ Bất Tượng, Thú Cưỡi của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tị Thủy Kim Tinh Thúy, Đầu Sư Tử, Miệng Rồng, Vẩy Cá, Đuôi Trâu, Vuốt Hổ, Sừng Hiêu xuất hiện ở kiếp nạn Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký. Và các bạn cảm thấy ấn tượng nhất với thần thú nào kể trên thì nhớ comment chia sẻ cho mọi người cùng biết nha. Tiếp đến, hãy cùng khám phá một kiếp nạn vô cùng đặc biệt khiến thầy trò Đường Tăng trở tay không kịp luôn. Thứ ba, tại sao rùa vàng không thành chính quả? Còn nhớ khi bốn thầy trò Đường Tăng qua sông Thông Thiên nhờ lão rùa lớn này chở đi qua. Khi đó, lão rùa có nhắn gửi là khi qua Tây Thiên gặp Phật Tổ, nhớ hỏi dùm là: tôi có một điều thắc mắc là tu đã 1.300 năm mà chưa được đắc thành hình người. Tuy là biết nói và sống lâu, song chưa thoát kiếp. Xin thầy làm ơn, bạch quá Phật Tổ, coi bao giờ tôi đặng hình người. Tuy nhiên, khi Đường Tăng lấy được chân kinh thì quên mất việc này. Và cái kết là trên đường trở lại con sông, cả người và kinh văn đã bị lão rùa tức giận hất hết xuống sông. Kinh sách bị ướt, không còn nguyên vẹn. Đây chính là nạn thứ 81 mà thầy cho Đường Tăng phải vượt qua. Có thể thấy, đến một bậc cao tăng đắc đạo, cả đời một lòng hướng thiện như Đường Tăng, nhưng vẫn có lần thất hứa với lão rùa từng giúp mình. Điều này cho thấy, con người ai cũng có những sai lầm, không thể nào hoàn hảo được, phải thường xuyên tu luyện, biết sửa sai để hoàn thiện chính mình. Đây cũng là một phần nguyên nhân gốc rễ khiến cho lão rùa tu tới 1.300 năm nhưng vẫn chưa thành chánh quả. Do là lão tu lâu nhưng không thực tâm tu, không có pháp để chỉ đạo, tu luyện là phải cải biến chính tâm tính của mình, vượt qua khổ nạn để bỏ đi những chấp trước và ham muốn. Còn lão rùa vì một chuyện nhỏ mà hất cả thầy trò Đường Tăng xuống sông làm ướt chân kinh, chứng tỏ tâm tính vẫn chưa sửa đổi, vẫn là trong lòng chỉ cầu phước đức, không chân thành tu luyện. Kỳ thực, làm việc tốt bao nhiêu hay tu bao nhiêu năm nhưng cái tâm không cải biến thì cũng bỏ công vô ích mà thôi. Hơn hết, lão rùa tu đến cả ngàn năm nhưng vẫn không biết nguyên lý của tu luyện mà sửa đổi. Thì việc đắc đạo quả thật là vô cùng xa vời. Tuy nhiên, bất ngờ, đây mới chỉ là một kiếp nạn rất nhỏ trong quá trình tu tập, bởi vì cửa ải sau đây mới là khó nhằn nhất đây này. Thứ tư, 81 kiếp nạn, đâu là cửa ải khó nhằn nhất? Các bạn biết đấy, trên đường đi thỉnh kinh, Đường Tăng đã phải đương đầu với rất nhiều yêu quái lợi hại muốn lấy đi mạng ngài. Nhưng trong số đó cũng có không ít những nữ yêu lại đem lòng yêu say đắm vị đệ tử tài hoa của nhà Phật như Tỳ Bà Tinh, Hạnh Tiên hay là Thỏ Ngọc vân vân. Đối với những nữ yêu này, Đường Tăng ngoài khiếp sợ ra thì ngài cũng biết người và yêu quái không bao giờ có thể nên duyên, bởi nếu như người phàm mà ở gần yêu quái quá lâu thì nó sẽ làm hao mòn linh khí trong con người và chính con người sẽ phải chết. Thế nhưng trong cửa ải ở Tây Vương Nữ Quốc với Tây Lương Nữ Vương nhan sắc tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành thì lại khác. Đây được xem là kiếp nạn tưởng dễ nhưng lại là khó nhất trong 81 kiếp nạn. Bởi khác với những yêu quái muốn lấy Đường Tăng vì những lợi ích đen tối như là trường sinh bất lão, hấp thụ dương khí để tu luyện, thì Nữ Vương, Nữ Nhi Quốc lại không hề mang mục đích muốn trục lợi cho bản thân mà chỉ vì chữ tình, tình yêu chân thành. Thậm chí, thân là một nữ vương nhưng vì chữ tình mà nguyện dâng cả vương quốc cho ngài. Tình cảm này mặc dù Đường Tăng không thể chấp nhận nhưng cũng bị cảm động mà do dự lúc chia tay. Qua đó có thể thấy tình ái và dục vọng chính là cửa ải khó khăn nhất và cũng là cửa ải nguy hiểm nhất trong tu luyện. Còn nhớ năm xưa, cũng vì nổi tính háo sắc, trêu ghẹo hàng Nga mà Thiên Bồng Nguyên Soái bị đẩy xuống hạ giới, sống kiếp nửa người nửa lợn chư bát giới. Hay như trong Phong Thần Diễn Nghĩa, năm xưa, trụ vương người vừa thông minh vừa mưu trí, sức mạnh phi thường là thế, nhưng cũng vì một chữ dục mà bị đát kỷ mê hoặc, bỏ bê triều chính, con dân thì lầm than, khiến cả một triều đại hưng thịnh bỗng suy tàn phút chốc. Rồi thì hai cha con nhà Đổng Trác, Lã Bố thời Tam Quốc cũng tương tàn lẫn nhau chỉ vì khuỵu lụy trước nhan sắc của người đẹp điêu thuyền.
Còn trong tác phẩm Kim Bình Mai thì đây cũng bị liệt vào danh sách sách dâm dục của Trung Quốc. Tác giả của cuốn sách này là Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh, con cháu ba đời của ông đều bị câm điếc, các đời sau thì đều là người vô dụng bất tài, còn sau năm đời thì gia phả tuyệt tự. Thế mới thấy tâm sắc dục là một loại tâm vô cùng nguy hiểm, là thanh kiếm sắc, hủy hoại không chỉ người tu hành mà cả con người bình thường như chúng ta. Do đó, cần đặc biệt tu tâm dưỡng tính, đừng để sa ngã, rồi hối hận cũng không kịp. Thứ 5. Bí ẩn 3 loại yêu quái trong Tây Du Ký. Nếu để ý kỹ, các bạn sẽ thấy trong Tây Du Ký có 3 loại yêu quái lớn, bao gồm thú cưỡi của các vị thần tiên được an bài xuống hạ giới để tạo thành kiếp nạn cho thầy trò Đường Tăng, chẳng hạn như là voi trắng của Phổ Hiền Bồ Tát hay châu xanh của Thái Thượng Lão Quân. Loại yêu quái thứ hai thì chính là những vị thần xuống thế gian rồi quyến luyến phàm trần, sau đó trở thành một phần kiếp nạn trên con đường tu luyện của thầy trò Đường Tăng. Và có một điểm chung giữa hai loại yêu quái kể trên là dù có hổ báo cáo trồn hung hăng đến đâu thì một khi nhìn thấy chủ nhân của mình là các vị Phật, đạo, thần thì cũng đều hiện nguyên hình để về trời chịu tội. Nên đa phần nhiều ý kiến cho rằng hai loại yêu quái kể trên là do thần Phật an bài để khảo nghiệm xem tâm hướng tu Phật của bốn thầy trò Đường Tăng có kiên định hay không. Chúng khác hoàn toàn với loại yêu quái thứ ba, chính là những yêu ma quỷ quái nơi trần gian, nhờ đắc được linh khí mà tu luyện thành tinh, sở hữu một số năng lực nhất định, chẳng hạn như ba huynh đệ nhà Hổ, Dương, Lộc ở nước Sa Trì, giết tinh, nhận tinh ở động Bàn Tơ, Bạch Cốt Tinh hay là Hồ Ly Tinh vân vân. Đa phần đây đều là những yêu quái với bản chất tà ác, chuyên ăn rồi đi gây họa hại người, làm loạn nhân gian. Chúng không những muốn ngăn trở thầy trò Đường Tăng cầu chính pháp phổ độ chúng sinh mà còn bất kính với thần Phật, làm hại chúng sinh, vậy nên kết cục chính là bị hủy diệt. Ngoại trừ một số con có căn cơ tốt, biết hối lỗi và hướng thiện, ví dụ như là Hắc Hùng Tinh, kết cục này là do thái độ của việc tu luyện chứ không phải chỉ vì nhờ nguồn gốc sinh mệnh của chúng khác nhau. Bởi từ xưa đến nay, con người cầu chính pháp tu luyện đều được xem là một việc thần thánh, dù là thiện hay ác, nếu có cái tâm này thì thần Phật sẽ âm thầm giúp đỡ. Bởi một niệm hướng đến tu tập, muốn tu luyện thì sẽ chấn động thế giới thập phương, nên thần nào cũng muốn giúp đỡ con người. Còn với những người nghe đến thần Phật mà lỡ buông lời phỉ báng, coi là mê tín thì chắc chắn sẽ nhận phải hậu quả tồi tệ. Thần có từ bi nhưng cũng có rất uy nghiêm, nên chính thái độ của con người sẽ quyết định vận mệnh của chính sinh mệnh đó trong tương lai. Và cuối cùng là một diễn viên đã từng góp phần làm nên thành công vang dội cho bộ phim Tây Du Ký. Thứ 6, vì sao nữ diễn viên Bạch Cốt Tinh hận đạo diễn Tây Du Ký? Dành cho những ai chưa biết thì Dương Xuân Hà chính là diễn viên thủ vai Bạch Cốt Tinh, một vai diễn vô cùng khó vì phải tìm được một nữ diễn viên không chỉ xinh đẹp, quyến rũ mà còn phải mang phong thái của bậc nữ vương, nhưng bên trong là một trái tim độc ác. Khi nghe tiêu chí đó thì các diễn viên nổi tiếng đều từ chối nhận vai, phần vì cảm thấy mình không đủ khả năng để diễn ra chất của Bạch Cốt Tinh, phần vì không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân khi phải nhận vai ác. Duy chỉ có nữ diễn viên Dương Xuân Hà là gật đầu đồng ý, nhưng với một điều kiện, đó là sau khi đóng vai Bạch Cốt Tinh thì vai Tây Vương Nữ Quốc là phải dành cho bà đóng. Kết quả, Dương Xuân Hà đã hóa thân vào vai Bạch Cốt Tinh quá hoàn hảo. Từ ngoại hình cho đến thần thái, diễn xuất và vẻ đẹp của bà khiến khán giả cảm thấy ấn tượng trong số 81 kiếp nạn mà thầy trò Đường Tăng trải qua. Bà được vinh danh là người đóng Bạch Cốt Tinh thành công nhất từ trước đến nay. Do đó, đạo diễn Dương Khiết đã nuốt lời và trao vai diễn Tây Vương Nữ Quốc cho người khác. Với lý do, cái bóng của Bạch Cốt Tinh đã quá lớn nên không để cô đóng tiếp vai Tây Vương Nữ Quốc được. Quá tức giận vì cho rằng mình đã bị lừa, Dương Xuân Hà từ đó đã tuyệt giao với đạo diễn Dương Khiết và cạch mặt luôn với cả đoàn phim. Chính điều đó cũng là nỗi ân hận nhất mà đạo diễn Dương Khiết không bao giờ quên. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những điều ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ. Và các bạn cảm thấy bất ngờ với sự thật nào nhất? Hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu thích video thì đừng quên cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.